Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí, kênh cập nhật tin tức nhanh nhất và hấp dẫn nhất mỗi ngày. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thật thoải mái nhé. Động thái lạ của Hòa Minzy khi Công Phượng tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái có già thế khủng. Trước đây chuyện tình của Công Phượng và ca sĩ Hòa Minzy từng tốn không ít giấy mực của báo giới, thế nhưng cặp đôi sau đó đã được ngày nay đi. Hậu chia tay, sự nghiệp của Hòa Minzy lên như dừa gặp gió. Gần đây giọng ca rời bỏ còn vướng nghi án đã bí mật kết hôn và sinh con với bạn trai đại gia. Mới đây cô cũng cho ra mắt MV cổ trang Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, gây sốt cộng đồng mạng. Riêng Công Phượng vẫn theo đuổi đam mê với trái bóng tròn. Nhiều người còn bất ngờ khi có thông tin Công Phượng tổ chức đại hội tại thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 3 tháng 6 vừa qua với Viên Minh. Được biết cô nàng sinh năm 1993, từng tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sĩ, ngành quản trị kinh doanh và hiện đang làm việc cho công ty của gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh. Bố ruột của Tô Ngọc Viên Minh là giám đốc ngân hàng Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Trước nguồn tin này, nhiều người tò mò không biết Hòa Minzy sẽ có phản ứng như thế nào. Cách đây ít phút, ca sĩ Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp đã chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý. Sự nghiệp, gia đình, cả hai đều quan trọng và cần làm tốt như nhau. Thăng hoa trong sự nghiệp và hạnh phúc cùng gia đình, điều đó thật đáng ở một kiếp người, phải làm tốt cả hai hơn nữa. Nhiều người băn khoăn không biết nữ ca sĩ đang nói về mình hay nói về Công Phượng. Tuy nhiên nhiều fan chắc nịch rằng cô nàng đang nói về bản thân mình, vì từ trước đến nay sau khi chia tay, Hòa Minzy không hề nhắc về Công Phượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.